Bạch sư cho con hỏi, khi thấy người lạ gặp hoàn cảnh trớ trêu mà mình đau lòng, đó là tâm từ hay tâm sân? Cả hai đều sai, nó là tâm bi. Tâm bi là mình thấy người khác khổ, mình có lòng thương, ta gọi là lòng trắc ẩn, thì nó là tâm bi. Còn cái kiểu coi phim Hàn, nó diễn viên nó ung thư, mình ngồi mình khóc, thì nó là cái tâm lụy, nó là tâm sân. Hai cái khác nhau.